còn thiết kế thì các bạn phải thiết kế đúng cái vấn đề này của nó nè, được chưa? Đây, thiết kế đúng này. Đấy, thì ta có được tên là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Và cái này thì khi tạo thì ta mới tạo này. Do vậy hai cái này thành đã tự tăng và ta có 6 cái này, này. Và trong cái bài này nó còn thiếu một cái nữa gọi là salute. À, salute nha, chú ý, salute. Đấy, salute thì biến từ cái tên mà ra. Từ cái tên mà ra, do vậy ta sẽ có một cái hàm như đây này. Hàm như đây này. Đấy. Và sau đó ta sẽ xử lý cái salute này. Xử lý cái tên này để cho nó ra salute nha. Chú ý, xử lý cái tên nó ra salute. Vậy thay hàm này thay đặt tên là str salute. Được chưa? Rồi, thì cái hàm này chú ý, cái hàm này ta biết ở đâu? Cái hàm này không phải là từ không phải là ngôn ngữ PHP nó có nha. Cái này không phải là PHP nó có. Cái này ta phải biết nha. Đấy. Thì mấy cái này, cái này là ta sẽ xử lý thêm cái này và xử lý thêm hai cái chức năng như thế này. Thế thì giờ khi chạy thế này nó sẽ bị lồi nha các bạn, để ý này, bị lồi. Đấy, ấn này, lưu nó bị lồi. Nó bị lồi cái hàm, nó hello cái hàm này, str salute này. Đấy. Đó là cái hàm mà ta tự tạo với cái hàm str salute thì ta phải khai báo ở đâu? Thầy để trong help nhé. Đây, help này. Đấy. Thầy để trong help này thì help này thì thầy để gom ở chỗ này thôi. Đấy, và ở chỗ này thầy sẽ thực hiện tạo ra một cái tên này. Thôi là cái tên này nhá, cái tên đây. Thầy đặt cái tên. Cái tên này là m x. Thầy đặt x string nhá. X string .php. X string. X string. Đó, tên gì cũng được các bạn, tên gì cũng được ha. .php. .php. Đó. Và ở đây cái message này thì thầy cũng đặt tên là message xmessage.php đi. À, như vậy là ta để này. À thôi được rồi, để thế này đi. Đấy, thì đặt tên thì tùy mình thôi, ta ý là như vậy. À, thì chú ý cái này nó chỉ là cái hàm thôi. Thì ở đây ta sẽ cái hàm ở trong này ta sẽ xây dựng ra một số hàm. Đấy. Đấy. Hàm thì function. Ta xây dựng ra một số hàm function hết. Function này thì ta gì? Include này. À, xin lỗi, tên hàm. Function này, tên hàm. Tên hàm này ta phải đặt là str salute. À, ta đưa một cái name. Ta đưa một cái name. À, thì nó sẽ trả về cho ta một cái gì đó. Đấy. Một cái str salute gì đó. À, chú ý là mục đích của chúng ta là có cái này. Đấy. Vậy hai cái hàm này, hai cái này này nó chạy khi nào? Chạy khi nào? Ta gọi nó thế nào? À, thì để các bạn gọi thì cái này các bạn nhớ là cái này ta thay để các bạn nó dễ sai. Thì các bạn mở cái thằng tập tin index này ra. Các bạn gọi cái tập tin nó vào. Gọi cái tập tin thì các bạn nhớ là gọi thì ta dùng cái lệnh này thôi. Đấy. Đấy đây, các bạn để ở trên luôn nhá. Đây, để trên luôn. Đấy các bạn gọi cái này. Hai hàm. Ta đang đứng ở admin, chú ý này, ta đang đứng ở admin, ta đi ra khỏi admin và ta đi vào trong cái mục app. Đấy, app. Đấy. Chú ý này, ta đang đứng ở admin này. Ta đi ra khỏi thư mục admin này. Ta đi vào thư mục app. Và ở đây ta sẽ đi vào cái thư mục gì? Thư mục helper. Helper đây. Đấy. Đấy, thư mục helper. Và ở đây ta sẽ gọi đến cái tập tin message này. Đấy, tập tin message này. Và ở đây ta sẽ gọi đến tập tin string. Đấy, như vậy thôi. Đấy nhá. À, thì khi đó ta sẽ có được cái hàm này. Vậy các bạn chạy lại cái này nhá. Giờ hết lỗi. Hết lỗi. Đấy, hết lỗi. À, hết lỗi. À, cái biết salute này là biết ở đâu ra. Thì giờ này chú ý thì biết salute này ở đâu ra thì ta phải xử lý nhá. Thì cái vấn đề xử lý này thì thầy sẽ lấy một cái đột code có sẵn. À, thầy sẽ share trên mục chat. Các bạn lấy luôn về nhá. Thầy share trên mục chat, cái đồn code này nó hơi dài. Đấy. Thì thầy share trên mục chat thì các bạn lấy về cho thầy. Dev PHP. PHP. Co.
không biết nằm ở đâu thì tay mở đáy này ai. Ok này, đây đó, thấy chưa? Đấy, nó rất là dài đấy này, các bạn nhìn nó rất là dài. Đấy, do vậy thầy sẽ copy này. Đấy, các bạn thầy để trong một chat, các bạn lấy về luôn nhé, lấy về luôn đấy, lấy luôn cả cái tên hàm đó luôn đó. Ok ha, hôm nào cũng còn xin này nhá, nhớ là lấy cho để đến đó một tí là thầy tắt là nó mất đấy. Rồi ok, như vậy thì thầy sẽ thay thế này. Đấy, thay thế này. Đấy, nó rất là dài như này. Đó, ok. Thì ta chạy lại này, chạy lại, nó ra được cái dữ liệu của chúng ta này. Đấy. Đó, và thầy quay lại nhá. Thầy quay lại, thầy gõ ở đây. Ctrl O. Thầy quay lại ở đây là thời Giang Nam. Đấy, chú ý là đây ta ghi chữ thời Giang Nam là ghi tiếng Việt có dấu đàng hoàng. Và khi các bạn ấn nút thêm vào này thì các bạn thấy này, đây. Chữ thời Giang Nam ra chỗ này, chữ salute là cái này người ta gọi là salute này. Thấy chưa? Đấy, nó ra được cái này. Đó, ok. Và khi mà các bạn lấy được đầy đủ thông tin rồi thì ta sẽ thực hiện lưu một cơ sở liệu. À, lưu một cơ sở liệu nhá. Đấy, lưu một cơ sở liệu. Thì cây này nó lưu một cơ sở liệu thì các bạn để ý ta lưu một cơ sở liệu của bảng nào thì ta sẽ tạo cái bảng đó. Thì ở đây các bạn chú ý giống như những cái cây trên này thôi. Đây, ta phải làm hai cái việc này. Đấy, ta để ở trên nhá. Cây này dùng chung cho hai cái. Đấy. Được chưa? À, thì để đến đây cái này à, đầu tiên ta yêu sinh cái này vào thì chú ý khi mà các bạn làm thì các bạn yêu sinh các bạn nên để cái này ở trên à, để trên ở giới nên để ở trên như vậy à, tạo cái đối tượng thì do đấy các bạn chỉ thực hiện thao tác là lưu thôi, lưu này, lưu thì category đấy, và các bạn gọi đến cái hàm là category và in gì insert đấy. Chú ý cái hàm này ta phải nhớ lại là trước đó ta có viết một cái hàm là category insert đâu rồi, đây. Đâu rồi, đây. Category insert đây. Đấy, category insert. Đó. Và ta truyền cái gì? Cái data này vào. Data này vào. Được chưa? Và khi các bạn thực hiện gì? À, khi các bạn lưu xong rồi thì các bạn chuyển hướng trang. Vậy chuyển hướng trang thì các bạn nhớ là những cái thứ mà ta làm ở bên này này. Đây, xóa hay là đây, xóa đây, xóa đây. Thì sau khi xử lý xong thì ta chuyển hướng trang. Đây, chuyển hướng trang. Thì chú ý, sau khi làm xong ta chuyển hướng trang. Đây, chuyển hướng trang nha. Chuyển hướng trang về gì? Về ở đây. Đó. Ok. Rồi nhá, như vậy khi mà các bạn xong thì chuyển hướng trang đây. Đấy, thời Giang Nam ấn này nút lưu. Đấy, nó chuyển hướng trang. Đấy, nó sang bên này. Và cái mà ta vừa lưu là đây này, đây 23 đây. Cây này. Màu tím 37 ở đây, thêm thành công. Và tất nhiên thì hôm trước thầy có nói rồi thì để mà chuyển hướng trang như vậy thì nó phải thông báo. Thì trước lúc mà các bạn chuyển hướng trang hay này, các bạn sẽ thực hiện cái thao tác. Các bạn sẽ thực hiện cái thao tác gọi là ghi nhận. À, cái này là ghi nhận.
ta gọi là ghi nhận trạng thái. Đấy, mà ghi nhận trạng thái thì ở đây các bạn để ý, thì để mà ghi nhận trạng thái ở đây các bạn sẽ học đến cái khái niệm gọi là session. Thôi ta nói luôn session đi nha. Đấy, thì ở đây các bạn nhớ là ở đây ta sẽ nói đến cái session luôn. Thầy nói luôn cái thằng session để ta vận dụng, ta làm cái nội dung của chúng ta luôn nhá. Hình như buổi học trước thầy không muốn là đụng đến cái thằng session, nhưng thầy coi lại cái lịch học của chúng ta thì cũng rất là còn được mấy buổi nữa thôi. Các bạn thầy đi nhanh chút để các bạn có thời gian làm ha. Đấy, thì slide đây các bạn đụng đến cái chương gọi là chương bên nâng cao. Đây, session. Thầy nói nhanh là thầy vận dụng luôn nhé. Thầy vận dụng luôn đây. Thì ở đây ta sẽ học một số cái thứ. Thì ở trong này có một thứ gọi là session. Đây, session đây. Session. À, để lưu thông tin người dùng. À, để lưu thông tin người dùng, chúng ta khởi động session này. Đấy. Thì để mà lưu thông tin người dùng, cái này là cái gì? Cái này là một cái đối tượng được lưu ở trên trình duyệt web để ghi nhận lại trạng thái của người dùng nhé. Để ghi nhận lại trạng thái của người dùng. Đấy, chú ý là như vậy. Đấy. À, và để mà khởi động cái này thì các bạn bật cái chức năng này lên. Mà bật chức năng thì các bạn bật ở đâu? Ta không nên bật đứng ở đây, ta chạy trang quản trị lên là ta bật luôn. Đây, chạy trang quản trị. Và thường thường người ta khuyên là nên để ở trên này. Đấy, chú ý ở trong admin các bạn để cái trong code này. Admin nhá, chú ý trong file admin đây này. Các bạn để đây. Để xuống code này đây. Đây, xuống code này. Ok, đó là cái này người ta gọi là đặt trước thẻ này để mà khởi động thôi. Rồi, để mà lưu session thì các bạn sử dụng cái biến session. Và cái tên các bạn giá trị cần lưu. Chú ý đây là một cái mạng nhá. Đây là một cái mạng này. Đây là một cái mạng. Đây là giá trị cần lưu. Đây là giá trị. Còn đây là tên biến cần lưu. Tên biến cần lưu. Đấy. Thì ở đây, ở đây khi mà các bạn thực hiện thêm thì ở đây các bạn chỉ cần là dùng cái biến session này ha. Session. Đấy. Và cái các bạn lưu thông báo là message. Đấy. Và các bạn chỉ cần là bên này. Đấy, các bạn ghi nhận là thành ý. Thành công. Đấy, như vậy thôi. Đó. Và khi các bạn chuyển hướng trang sang bên này thì lên ở trên cái thằng tập tin index này nhá, tập tin index này. Đấy, các bạn có hôm trước thầy có yêu cầu các bạn gọi một cái tập tin message gì đây, đây, tập tin này. Đấy. Tập tin message này. Thì tập tin message này nó sẽ là in ra cái biến này thôi. Nó in ra cái biến này đấy. Đấy. In ra cái biến này ta gọi là lấy giá trị. Lấy giá trị đây, đây là gán giá trị. Còn để mà lấy giá trị thì các bạn chỉ cần là tên biến bằng cái này thôi. Đấy. Thì ở đây các bạn là chuyển, khi mà chuyển hướng sang về bên này thì các bạn gọi cái này. Gọi cái này thì cái tập tin message ở chỗ này này. Đây. Ở chỗ này, ở chỗ này, ở chỗ thông báo này. Thông báo ở chỗ này, đây là thông báo đây. Thông báo chỗ này các bạn ví dụ ở thông báo chỗ này thầy để strong này ha, strong. Ví dụ đây thầy sẽ thực hiện PHP này ra. Là xong. À, các bạn chạy thử nhá. Đây chạy thử lại này, đây. Thêm. Đó ok. Rồi thì gõ đáy nhá, ấn đi, lưu đi. Các bạn thấy nó có một cái thông báo nó in ở chỗ này thành công đó. À, những cái thành công này thầy muốn là F5 lại nó phải mất đi. F5 lại mất đi. Với lại là thầy viết thầy phải tái sử dụng nhiều lần. Tái sử dụng nhiều lần. Các bạn thầy sẽ sử dụng viết cái đồn code trong đây này. Viết ở đây. À, sorry viết ở đây. À vậy thầy sẽ có một cái hàm là hàm tạo, có nghĩa là ham thực hiện cái chức năng là thiết lập giá trị. Cái này gọi là thiết lập giá trị. À, thiết lập. Do vậy ở đây thầy sẽ xây dựng ra một cái hàm nha, chú ý, function. Đây, thầy xây dựng ra hàm đây, function. À, thiết lập là set class. Thầy đọc tên là nó set class thôi. Đấy. Cái hàm này thiết lập giá trị. À, thiết lập giá trị cho cái biến gì với nội dung gì, cho biến gì
À, biết là cái name với nội dung. Nội dung này là thầy sử dụng một cái array nhé. Array. Ok. À, thiết lập tên biến gì. Vậy ở đây các bạn để đấy là thiết lập cái này, cái name là cái này. Đấy, cái name là cái này. Vậy giá trị của nó là một cái mạng. Giá trị của nó là một cái mạng. Được chưa? Giá trị của nó là một cái mạng. Đó. Cái hàm này chỉ là như vậy thôi. Đấy. Vậy như vậy, như vậy trong cái trường hợp này, ta muốn gọi cái hàm này này, ta muốn gọi cái hàm, ta muốn gọi cái hàm message này, gọi hàm set class này, đây là thiết lập, thì thầy chỉ cần đưa cái gì, đưa cái chữ message này vào thôi, cái chữ message này là cái tên, và cái giá trị ở đây, giá trị đây là một cái array. Tất nhiên array thì gồm có hai tham số. Đấy. Array của thầy, thầy cố tình đưa cái này. À, là như thế nào? À, là gì? Là thứ nhất là ở đây là kiểu lồi. Kiểu lồi ở đây là ví dụ thành công là success. À, và nội dung lồi. Nội dung lồi là thành ý thành công. Đấy như vậy. Đó. Mục đích của thầy là như thế. Do vậy cái biến này không phải là một giá trị giống như bình thường nào, mà ta phải làm hai cái này. Vậy khi mà nó chuyển hướng sang bên này. Đấy và nó gọi cái này và gọi cái này, nó gọi cái này, thì ở đây ta phải lấy ra. Nhưng trong trường hợp mà các bạn lấy ra mà nó không có thông tin thì nó sẽ bị lỗi. Do vậy thầy sẽ dùng cái hàm kiểm tra. Nếu như insert cái tên này này, insert cái tên này, insert là tồn tại, thì ta mới lấy ra cái này. Lấy ra cái này, chú ý cái này là cái array nhá. Đó, lấy ra cái này. Đó, được chưa? Đấy, khi tồn tại cái này thì ta lấy ra cái này. À, nên nhớ là cái chữ message nha. Bên này ta có dùng cái chữ message này này. Đấy thì ta phải kiểm tra cái chữ message này. Đấy. Tồn tại thì ta mới lấy. Và khi ta lấy rồi thì ta mới in cái này, in cái này, in cái kiểu lồi vào đâu? Kiểu lồi là đây. Đấy, kiểu lồi ta in vào đây. Còn nội dung của lồi thì ta in vào đây. Nội dung của lồi là ta in vào chỗ này. Đấy. Ở chỗ này là gì? Chỗ này là MSG. Đấy như vậy. Đó. À, thế thì thầy chạy chạy lên này, chạy lại này. Giờ chạy lại nhá. Đây, chạy lại. Chú ý này, chạy lại. Ok, nó gì offset MSG á. Rồi ok, quay lại đây, quay lại này. Thêm mới này, cái nó từ từ đi. À, ok, thêm. À, ấn này. Đấy, các bạn thấy nó hết rồi. Thành công. À, sao mà nó lại không có được cái gì nhỉ? Kiểu à. Thành công, nó chỉ báo thành công thôi. Đấy, thử coi nè. À, nó success đây này. Cái chữ này. Thêm mới này. À, đây đây giờ nó báo rồi. À, cho mình cái này là ta làm sai. Đấy. Vậy để mà sau này kế thừa thì cái đồn code này
đường code viết thế này, đường code viết thế này, thì thầy sẽ xây dựng ra một cái hàm, thầy sẽ dựng ra một cái hàm gọi là function set là get plus. Đấy, đấy, set plus. Đó. À, và ở đây thầy đưa vào cái name, được cái name. À, muốn lấy cái gì thì đưa cái name vào đây. Thì cái name thì các bạn thay thế cái này. Đấy, cái name nó đưa vào đây. Đó. Nếu như lấy à, tức là ở đây thầy sẽ có một cái hàm riêng. Hàm riêng là header. Đây. Thầy có một cái hàm là gọi là header plus. Header plus. Đấy. Thì nếu như mà cái này có thì thầy trả về return true. True. Ngược lại return false. Đấy, như vậy. Như vậy ở đây ta không cần cái này nữa, ta chỉ cần lấy ra thôi. Lấy ra thôi. Đấy. Rồi ok, như vậy ta sẽ sử dụng hai cái hàm này. Có bây giờ để kiểm tra thì ta sẽ sử dụng cái này. If header plus của cái gì? Của cái chữ message. Đấy, nếu như ta lấy cái chữ message thì ta lấy ở đây. Nếu có thì ta mới đưa ra array. Bằng cái gì? Bằng get plus thôi. Đấy. Và ta đưa cái chữ message này vào. Đấy, như vậy y chang như thôi. Không có gì khác hết, ta chạy lại này. Đây, thêm. Đấy, ấn nhá, ấn này, lưu này. Thì nó báo này. Nó bị báo, sorry. Ở đây nó báo cái gì đây? Null. Null là có nghĩa là chưa thiết lập được nhỉ. True. Thì ta lấy. Nếu như message xuất phát điểm ở bên này. À, đấy ta đưa vào cái name các bạn. Chú ý các bạn đưa vào cái name. Đừng có đưa cái này, đưa cái name. À đúng rồi, đưa bên này là đúng rồi. Have a guess. À cái này return các bạn. Cái này bị return. Đấy. Cho return nó bị lỗi. Đấy cái line này. Rồi thêm này. Rồi ok. Ấn tải đi nha. Các bạn ấn test thôi mà. Rồi tí là ta sẽ xóa cái đó. Ok nó báo này. Đấy thành công. Đấy. Rồi ok. Như vậy là ta đã thành công. Nhưng nó có thầy muốn có một cái đặc điểm thế này. Khi mà thầy F5 cái này lại. F5 cái này lại này, thì cái thông báo này nó mất đi. F5 cái này lại thì thông báo này mất đi. Vậy khi mà ta lấy cái này xong, lấy cái này xong này, lấy cái này xong à, thì ta sẽ unlink hay unset là quên rồi ta. Là xóa một biến đó. Đây unset. Đấy ân gì set ta xóa đi cái biến gì biến này đấy được chưa này giờ các bạn chạy lại này nhìn này chạy lại này giờ này các bạn nhá ấn này ok ấn thêm này. Thêm rồi ấn này đấy các bạn thấy thành công này thấy F5 nó lại này. F5 nó lại, nó mất đi. À, nó mất đi thì nó lại báo lỗi. À, báo lỗi. Do vậy ở đây các bạn thấy nó báo lỗi ra ở chỗ này. Chỗ này. Vậy như vậy thì cái đường code này nó bị nằm trong này. Đường code này nó nằm trong này. Do vậy ở đây các bạn phải viết đường code là nếu như cái này tồn tại. Viết đây này.
Đấy. Và cuối cùng cái chỗ này là gì? BHB NX. Đó. Và phía trong ta mới đi lấy dùng cột này. Như vậy thì nó mới ok nhá. Đây. Nếu tồn tại thì ta mới đi lấy biến nó. Đấy, giờ hết rồi, nhìn này, hết rồi. Không có thì không lấy. Ok, giờ thêm lại. Thêm lại. Ok ha. Đó, ok, nhìn này. Lưu này. Rồi, thông báo này, F5 lại này. Mất rồi. Ok. Rồi, cái trường hợp nào mà ví dụ trong những cái trường hợp nào mà ta sẽ báo lỗi nhỉ? Báo lỗi đây, ví dụ báo lỗi đây, copy cái lỗi đi nha. Để ở tất cả những cái trang. Đây. Ví dụ ở đây ta xóa. Ví dụ ở đây là không không phải là số. Thì ở chỗ này là đen rớt rồi. Ở chỗ này là thành công. Đấy, trước lúc chuyển hướng trang cái này là gì? Được chưa? Đấy, tương tự như vậy. Sang bên này, ở chỗ này không phải là số. Ở chỗ này là ta báo lỗi rồi. Chú ý lỗi thì ta ghi chữ lỗi nhá. Đây. Là không thành công. Đấy, không thành công. Để cho không thành công. Ok, tương tự như vậy ở trên này là không thành công. Còn dưới này là thành công. Người trước lúc chuyển hướng trang ta báo là thành công, được chưa? Đấy, tương tự như vậy ở phía cái thằng những cái thằng dưới này. Thằng này tương tự như vậy ở chỗ này là không thành công. Là các bạn đổi cho chữ thay chữ đen rớt ở đây. Được chưa? Đấy. Con số này là thành công. Đấy, ok ha. Các bạn tương tự như vậy trạng thái như thế ở chỗ này là gì? Không thành công. Chỗ này không thành công. Đó, đen rớt. Đen rớt. Đấy, còn ở chỗ này các bạn báo thành công ha. Đây. Ok. Nó tương tự như vậy như thôi. Rồi ok ha. Rồi ta quay về cái bài tiếp theo của chúng ta đó là gì? Giờ ta đã thêm rồi, cập nhật rồi, thêm rồi. Thêm này, chú ý thêm. Thêm ở đây. Thì giờ ta sẽ quay về cái bài của chúng ta. Nếu như các bạn ấn vào đây chữ nút này này, cái này gọi là sửa. Sửa. Thì nó chạy qua edit này. Edit thì các bạn copy toàn bộ những thứ gì ở bên thêm. Đây, carry down. Các bạn copy toàn bộ cái này. Copy. Các bạn để ở phần edit cho thầy. Đấy, nó sẽ ra như thế này. À, và các bạn sửa lại. Chưa? Ví dụ ở phía phần thêm thì ở trên này phần thêm. Phần thêm. Thì các bạn sửa cái này là thêm đúng không? Thêm. Danh mục. Đấy, còn cái này các bạn sửa lại là cập nhật danh mục. Đấy, cập nhật danh mục đây. À, và tất nhiên ta đổi lại này. Ở chỗ này là thêm thì ta lại là đổi lại là sửa này. Và quan trọng nhất là cái trừ trừ này. Đó, quan trọng nhất là cái trừ này này. À, đổi lại chữ cập nhật luôn. À, vậy khi ta ấn vào nút cập nhật thì nó sẽ chạy cùng chạy qua đây. Nó cùng chạy qua đây, nhưng nó không phải là chạy vào khu vực này mà nó chạy vào khu vực này. Đấy, chú ý cái trừ này. Trừ này, cái trừ này, đây. Để chú ý nhá, nó cái trừ này bị đúng này. Nó bị chạy đúng, ok. Rồi, khi chạy đúng rồi thì nó sẽ ra thông tin, ra thông tin. Và tất nhiên ra thông tin thì thầy cần có một số thứ. Sẽ các bạn phải đố vào chỗ này, đố vào chỗ này, đố vào chỗ này, sửa mất. Sửa thì nó bị lấy lại thông tin. Vậy lấy lại thông tin thì quay về ở phía trên này. À, các bạn sang những cái mục như bên phía bên này, các bạn copy cái đột code này cho thầy. Đây. Copy luôn cái phần trên này đi. Đấy, sang bên này. Đấy, các bạn đốt thằng edit đây. Đấy, PHP ha. Đấy, các bạn đốt đây này vào ở phía trên.
Đầu tiên thì ta vẫn phải category vẫn cái này, và ta sẽ lấy ra cái ID này. Chú ý ta lấy cái ID này. Đấy, là 44 ở đây. Và sau khi lấy được thì ta làm gì? Lấy chi tiết của nó đúng không? Và tất nhiên ở đây ta có kiểm tra gì đây này? Đây, chú ý kiểm tra cái gì đây? Đúng không? Rồi sau đó mình lấy cái chi, lấy cái này đây, đây lấy này. Chú ý là đây là gì? À, vào cái thằng update đi, à, thằng trạng thái đi, thằng tái đây. Lấy này, kiểm tra này. Đấy, đến chỗ này. Xin lái chỗ này cho thầy. Đấy, như vậy đến chỗ này ta vẫn phải lấy ra. Đấy, ta chi kiểm tra xem cái ID này có phải là số không. À, là thất bại. À, không gì không tồn tại. Không tồn tại. Nhưng ở đây thôi khỏi đi. Ta bỏ cái này đi nhá. Ok, bỏ cái này đi cho thầy. Đấy, bỏ đi. Rồi, ta lấy ra chi tiết này. Round. Cái round này ta sẽ in xuống như này. In xuống như này. Đấy, in xuống cái chỗ nào. Ở chỗ này là danh mục từ khóa gì đấy hả? Đây tên này, ở đây các bạn đưa cho thầy chữ value vào đây. Bạn bên bên ấy cho round. Và đây các bạn sẽ lấy ra cái name của nó. Đấy, như vậy các bạn sẽ chạy nó ra cái này. Cái name đưa vào đây. Đấy, các bạn thấy cái name nó đưa vào đây ha. À, và từ khóa với tương tự như vậy thì từ khóa, chú ý từ khóa thì nó hơi khác một chút xíu nha, thì các bạn bị không đưa vào chữ value. Chú ý từ khóa này đưa vào đây này. Đưa vào đây. Đấy, đưa vào hai chỗ này. Đấy, thì đây các bạn bị đưa cái từ keyword cho đúng này. Đấy. Cái này đúng. Được chưa? Như vậy khi các bạn chạy lại này, nó sẽ đưa cái thông tin đó vào đây này. Hay này. Đấy, hay này đây. Và tiếp tục ví dụ đấy, nếu như ta chọn cái gì ở đây, ví dụ quay về đây. Quay về danh sách này. À, giả sử thầy thầy thêm cái này nhá, thầy thêm cái mới này, thêm mới này, tên mới này, đấy tên mới này, nội dung mới này, ok, từ khóa mới, cái này là con của thầy Trang Nam, phải thêm đây. Và khi mà ta kích vào cái mới này này, ta sửa, thì ở chỗ này nó phải tròn được cái chữ thầy Trang Nam này, ta không cần tròn lại, nó phải tròn lại được chữ thầy Trang Nam này, ta phải ở đây cái chỗ chữ thầy Trang Nam, đâu rồi thầy Trang Nam đây. Ồ, oh, cái danh mục này là ta đang lầm tỉnh rồi. Lầm tỉnh rồi. Vậy ta phải lâm đồng nó các bạn ơi. Phải lâm đồng nó. Phải lâm đồng nó rồi. Rồi quay về cái thằng thêm ta lâm đồng trước nhá. Đây. Thằng edit này, chưa lâm đồng. Đấy, các bạn để ý ta copy cái đột cốt này, ta lại để lên trên. Cái này chưa lâm đồng nhá. Chú ý chưa lâm đồng. Thì thầy sẽ lâm đồng nó luôn. Đấy. Rồi ok. Đầu tiên ta phải truy vấn dữ liệu. Và đây ta sẽ lấy ra cái list bằng, bằng cái gì? Bằng cái category này. Và ta lấy ra cái gì? Ta lấy ra category list. À, đây đây các bạn để ý vào trong cái thằng năng này đây. Đấy ta lấy cái này đây. Ta lấy cái này này. Lấy cái này. Và đây ta đưa cái chữ gì? Ta đưa chữ index là được. Đấy là cái này các bạn đưa index thôi. Chú ý các bạn đưa lấy cái này. Đó. Và cái này các bạn đưa index vào. Đấy. Và ta sẽ thực hiện in cái này. In cái này ở đâu? In cái này ở đây. Hoặc là các bạn sẽ thực hiện không in cái đó ở đó mà các bạn thực hiện vùng lọc for ở đây này. Item ha, chỉ dùng chữ item ha, đừng có dùng chữ row. List item. Và thầy sẽ đặt là str parent id bằng ở đây, bằng null. Và thầy chạy vùng lọc. Chạy vùng lọc thì mỗi lần chạy vùng lọc như vậy thầy sẽ có được một cái option. Đóng lại option. Ra được cái cấu trúc như thằng này này. Ra được cấu trúc như thằng này. Thì nó cần có cái chữ value ở trong. Value ở đây. Đấy. Và ở chỗ này thầy sẽ dùng kỹ thuật nối chuỗi. Và thầy nối vào đây là cái gì? ID.
là item. Đấy. Và đây là ID. Đấy, copy cái này. Copy cái chữ này. Thế đưa vào đây. Cùng dùng kỹ thuật nối chuỗi đây luôn. Là đưa vào cái chỗ này là name. Đấy. Như vậy sau khi chạy xong thì thầy lấy cái chuỗi này này. Chú ý dùng ở đây là dùng kỹ thuật nối chuỗi nha. Đây là nối chuỗi. Chú ý hay quên cái này nhất. Nối chuỗi. Đấy, thì sau khi nối xong ta đã có được cái chuỗi rồi. Ok, thì ta sẽ thực hiện in cái thông tin vào vị trí này. Vị trí này. Bỏ đi hai cái. Đấy, và ta chạy thử đi. Chạy thử cái thằng thêm nhá. Quay lại danh sách. Lại thằng thêm. Đấy, các bạn thêm cho nó ra cả nùi đi. Thấy chưa? Cả nùi đi. Cái này là cả nùi đi. Ok. Rồi tương tự như vậy, ở đây các bạn cần có cái sắp xếp sau ở đây. Sau thằng này. Vậy ở đây ta thêm cái dòng lệnh tương tự như dòng này nhá. Ok, copy cái này. Các bạn đổi lại là str là order. Và copy cái này. Các bạn đổi cái này là order. Order thì nó chỉ khác ở chỗ này là các bạn lấy ra order thôi. Đấy, lấy ra order và các bạn nên ghi đằng sau, ghi chữ sau. Tách ra đây. Như vậy các bạn chỉ cần là ê cho cái thằng order nằm chỗ này nữa, copy cái này xuống. Bỏ cái này đi. Đổi lại là order. Đấy, và các bạn chạy lại. Đây. Được chưa? Thấy cái này ha. Đấy, như vậy là các bạn đã làm đồng cái này thì các bạn copy hai cái này sang. Cho cái thằng update. Chú ý update, chú ý copy cái này sang cho thằng update. Thì như vậy thì cái đường code ở phía trên này này, đường code phía trên này. Đấy, các bạn cùng vị sang bên update này các bạn bỏ đây. Chú ý bỏ đằng sau này nhá. Vậy các bạn chạy lại cái sườn ấy thử nha, chạy lại sườn này. Quay về danh sách. Đây đây, ấn tên này, ấn sườn đi. Ấn sườn thì nó chạy qua này, sườn đi. Nó vẫn ra chứ không phải nó không ra nhá. Đấy, và các bạn phải xử lý thêm cho thầy cái tình huống là nó chọn chữ thời trang nam giống như cái này thì nói. Vậy ở đây các bạn phải xử lý cho thằng này. Xử lý cho thằng này thôi này. Chỉ có thằng này thôi. Vậy ở đây các bạn thực hiện là nếu ở đây. Nếu cái gì? Nếu như cái item này này mà ta lấy ra ID mà bằng cái row này này mà ta lấy ra parent ID, hai cái này mà bằng nhau thì ta sẽ thực hiện làm một việc gì đó, ngược lại ta làm một việc gì đó. Đấy. Đấy thì các bạn copy chỉ mỗi thằng này thôi, còn thằng kia thì không liên quan, sắp xếp thì bỏ đi nhá. Đấy, thằng này. Và ở chỗ này các bạn chỉ thêm cho thầy trừ select head là được chi, được chọn. Đấy. Chú ý là chỉ có cái đường code đó thêm. Rồi ta chạy lại. Cái này thầy F5 nó lại. Đấy, chữ ra chữ thời trang nam. Tiếp theo ta quay về ở đây. Như cái trường hợp này, ví dụ cái trường hợp này thầy sẽ để ở chế độ là ẩn. Thì khi các bạn ấn nút sửa ở đây thì cái nút sửa ở đây cũng phải là ở chế độ gì? Chế độ này. Chế độ này mới đúng. Đấy, như vậy ở đây, ở phía dưới này thì các bạn phải lấy cái thằng cái này nó hơi phức tạp chút xíu, thì ở đây các bạn có thể viết đường code đây. Đây. Echo luôn nhé. Rồi các bạn đánh mở ngoặc ra. Rồi ở đây các bạn thực hiện cho thầy cái trừ nếu như round mà status bằng 1
bằng 1, có nghĩa là bằng với thằng này này, thì ta sẽ thực hiện thêm chữ select gì? Ê đây, ngược lại thì ta để chữ này. Thiếu cái gì nhỉ? À hỏi, đây là hỏi, hai chấm. Ok, sai. Như vậy đúng rồi. Thì tương tự như vậy các bạn copy cái đường code này xuống dưới này cho thầy. Đấy, nhưng đổi lại cái này số 2. Nếu là số 2 thì nó sẽ ra cái này. Đấy, ngược lại nó ra cái này. Đấy, như vậy các bạn chạy lại này. Đây nó ra cái này. Được chưa? Đây cái này quay về trên sách. Đây, cái này là số 2. Vậy khi cần số 2 thì các bạn ấn cái này nhá. Ấn cái này nó ra số 2. Đây, cái này là cái này. Còn khi các bạn ấn vào cái nút màu xanh. Đây, nút màu xanh thì nó lại ra cái này. Ok. Và khi các bạn đợi gõ thông tin vào đây các bạn ấn nút cập nhật. Thì chú ý cập nhật thì ta phải truyền thêm cái ID sang cho nó để nó lấy ra nó xử lý. Truyền thằng ID có hai cách để truyền ID. Thầy sẽ sử dụng cái cách này. Các bạn lên ở phía trên này, lên phía trên này. Đấy, lên phía trên này nhá. Đây. Các bạn lên phía trên này ra. Đây, để phía trên. À, phía trên này nhá. Chú ý các bạn thêm cho thầy một cái thẻ input. À, các bạn để cho thầy input là name. Các bạn để cho thầy là ID. Nha, chú ý là ID là trùng tên với cái trường ID á. Value ở đây là các bạn lấy cái thông tin này. Đây gọi là value. À, và cuối cùng nếu như các bạn không có nói gì thì các bạn nó ra đây này rất là xấu này. Chú ý này. Ra đây này rất là xấu này. Đây nó ra này, nhìn này. Đây nó ra cái này này. Nhớ là ID nhá, ID giống như cái này, ID, đây. Đấy, ID này. Đấy, nó ra ID đây. Đấy, như ID là ta đang sửa cái ID 4, 44 ở đây, ID ở đây. Và các bạn cho thầy cái kiểu nó bằng hidden là chế độ ẩn. Đây, cái kiểu của nó là kiểu ẩn nhá, ẩn. Thì các bạn nhìn thì không thấy đâu. Đấy, nó không thấy cái này. Được chưa? À, khi các bạn ấn nút cập nhật ở đây thì sang phía bên này này. Sang bên này, sorry, sang bên này. Thì ta phải lấy ra ID này. À, bên này các bạn đặt tên là gì? Ở chỗ này các bạn đặt tên là ID này. Thì sang bên này các bạn cũng đặt là ID này. Như vậy các bạn đã lấy ra được ID này. Được chưa? À, rồi giờ ta sẽ lấy được thông tin, toàn bộ thông tin ở đây. Và các bạn đổi lại cho thầy cái này là update nhá, update này. Đấy. Và các bạn thực hiện gì? Cập nhật update này. Update đây. Chú ý ta phải gọi đến cái hàm cập nhật đây. Đó rồi. Insert update đây. Update thì ta cần truyền cái gì? Cần truyền hai cái đó là gì? Data và ID. Đấy. Đây. Data và ID. Và sau khi cập nhật xong thì nó chuyển hướng trang và ta báo là cập nhật gì? Cập nhật thành công. Đấy, ta chạy lại này. Chỉ cần là sửa mấy cái này thôi. Ok. Đó. Chạy lại ha. Và các bạn ấn này. Ấn thông tin vào đây. Ấn cập nhật. Đấy, nó chạy qua đó. Đây, cái này. Đây, cái thay sửa lại cái mới nhá. Thay sửa lại cái mới đây. Mới nhất. Luôn. Đấy, thì các bạn nhớ là ấn cập nhật. Đấy, thì nó mới nhất luôn. Đây. Ok ha. Đây là cập nhật mới nhất luôn đây. Ok các bạn hoàn thành xong những cái thứ thêm
So, và tí là thầy sẽ nói là tiếp theo cái mục là thêm sổ cái sản phẩm này. Nhưng các bạn phải làm thêm sổ sản phẩm này. Thêm sổ sản phẩm nó khác, nó có thêm một cái mục là upload file. Upload file. Hoặc là thầy sẽ làm cái mục là quản lý giao diện đi. Đấy, slide sau đây. Đấy, thấy chưa? À, thầy chỉ làm cái chức năng thêm thôi nha. Còn view thì thầy copy bên kia sang. Đấy, ok.